Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đọc báo 24 giờ. Nóng 24 giờ qua, bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ. Tiết lộ sốc của bác sĩ trực chính trong ca thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ kết đắng cho một phó phường đội bắn chết nữ cán bộ Hội đồng Nhân dân phường là những tin đáng chú ý trong 24 giờ qua. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ban tổ chức Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Tại buổi lễ được tổ chức vào ngày 4 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định số 1296/QDNS/TW của Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, giữ chức trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, quê Hà Tĩnh, tiến sĩ y khoa. Bà là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13. Bà Tiến giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 8 năm 2011 đến nay. Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thấy thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ. Là người trực chính trong thời điểm bé sơ sinh đứt cổ tử vong vào đêm ngày 30 tháng 6 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, khoa ngoại, chuyên khoa răng hàm mặt cho biết: "Mấy hôm nay tôi không thể nào ngủ được, nghĩ đến cảnh đầu cháu bé bị kéo đứt cổ, tôi hoảng sợ, ngất đi trong phòng sinh. Từ lúc trước đến nay, tôi chưa từng tham gia đỡ đẻ, 38 năm hành nghề, chưa năm nào tôi gặp trường hợp như thế này." Theo bác sĩ Quyền, chưa từng đi đỡ đẻ, nhưng vào ngày 30 tháng 6, ông đã được phân phối trực tại khoa ngoại và khoa sản. Tuy nhiên, đối với khoa sản, ông chỉ hỗ trợ hộ sinh bảo làm gì thì làm đó. Khi hỏi đến chuyện vừa xảy ra với gia đình anh Nguyễn Sĩ Chiến, sinh năm 1977, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Cam Lộc, cháu à của cháu bé tử vong, cho biết báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh về nguyên nhân cái chết của con trai anh là không hợp lý. Nếu chết trước 7 ngày là không hợp lý, vợ tôi mang thai và sinh thường đứa con thứ 5, không phải lần đầu nên nói vậy là vô lý. Khi vào xem cháu thế nào, tôi phát hiện trên cổ có mảnh vải trắng bọc kín, mở ra xem thì thấy vết đứt dài. Tôi hỏi bác sĩ vì sao con tôi lại tử vong và có vết thương này thì ai cũng im lặng và nói lãnh đạo sẽ trả lời anh. Anh Chiến nghẹn ngào nói, tiếng kêu cứu xé màn đêm từ hố sụt dưới chân cầu Yên Hòa. Vụ sụt lún chân cầu Yên Hòa, Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến 2 người chết, 3 người bị thương vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 đã khiến nhiều người bàng hoàng. Ông Hà Hữu Hương, công an viên cho biết vào khoảng hơn 3 giờ sáng nay, ông bị gọi gấp lên phía cầu Yên Hòa để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Tới nơi, ông nghe rõ từng tiếng kêu xé lòng của nạn nhân bị thương nằm kẹt dưới lớp bê tông và nhựa đường gãy vỡ. Khi cây cầu bị sập, sụp dưới lòng đất, sông mang theo 2 người mạng xấu số, nhưng không hề có dấu hiệu báo trước. Một ngày trước khi xảy ra sự cố, cầu vẫn phẳng lì, không hề có vết nứt dạn nhỏ trên mặt cũng như phía mố cầu. Ở thời khắc thảm họa, anh Nguyễn Như Thắng đã chở vợ là chị Nguyễn Thị Tâm, trú tại xã Hải Thượng đi đến. Do trời tối lại mất điện nên chiếc xe đã lao xuống dòng nước chảy xiết. Chị Kappa Herven, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đoàn Kết, cuối năm 2018 phát hiện chị Herven đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên Hiếu nảy sinh lòng thọn thù. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, Hiếu mang cưa, kìm và nhiều dụng cụ khác đến phòng làm việc của chỉ huy, ban chỉ huy quân sự phường, phá tủ đựng vũ khí, lấy súng đạn, rồi đến hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đoàn Kết tìm chị Herven. Tại đây, Hiếu đã bắn chết chị Kappa Herven, sau đó đối tượng tự sát nhưng không chết. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo suy nghĩ và rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình bị cáo rất hối hận, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Cúi gặp mặt, Bùi Chí Hiếu nói những lời sau cùng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị án tù chung thân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Đọc báo 24 giờ để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.